Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình sẽ demo cho quý vị và các bạn cái Windows Mi và coi thử là trong cái Windows Mi năm 2021 có làm ăn được cái gì hay không. Thì như chúng ta đã biết là Windows Mi là phiên bản cuối cùng dựa trên cái nhân MS-DOS, và bắt đầu từ năm 2000 trở đi là Windows 2000 dựa trên cái nhân NT, và Windows XP sau này cũng như vậy. Tất cả các hệ điều hành sau này của Microsoft để sử dụng cái Windows NT hết. Và Windows 2000 là và Windows Mi là ra mắt cùng thời điểm. Tuy nhiên là Windows 2000 là hướng về cái doanh nghiệp nhiều hơn chứ nó không có hướng về người dùng gia đình. Bắt đầu từ Windows XP trở đi là cái Windows NT mới thiên hướng về hỗ trợ cho những cái người dùng gia đình. Vậy thì chúng ta bắt đầu coi thử là cái Windows Mi này trong năm 2021 nó có tệ lậu như là ngày xưa không nhé. Đây là cái thông số cơ bản này. Thông số cơ bản là cái RAM là 256 và ổ cứng là 40. Cấu hình hồi đó gọi là maximum, cái thời bấy giờ là như vậy, cái thời mình những năm 1998 đến 2002 là như vậy. Đây. Âm thanh rất là quen thuộc. Và cái phần mềm này chắc chắn là ai cũng quá ư là quen thuộc rồi. Ai dùng máy tính là đều quen thuộc cái phần mềm này trước khi thằng Unikey nó ra mắt. Thì thằng Viettel đang thống trị thị trường. Tuy nhiên nó là thuộc dạng mã nguồn đám, do đó là không được chuộng nhiều như thằng Unikey. Đấy, nó cứ đòi license code. Sau này Unikey là mã nguồn mở, do đó họ dùng khá là nhiều. Đây, 255 MB, Windows Mi 4.9. 4.9 kia phiên bản 9598 là version của nó là 4 chấm hết, bởi vì nó dựa trên MS-DOS cho nên là đều là 4 chấm chứ nó không có 5 chấm. Chỉ có Win 2000 là 5 chấm và XP là 5.1. Bắt đầu từ cái Windows mà 5 chấm trở đây là dựa trên NT. Đây. Và do nó dựa trên MS-DOS, do đó là cái CMD của nó là MS-DOS Prompt chứ không phải là Command Prompt. Đấy. Thực ghi dấu nhắc lệnh Microsoft Disk Operating System là MS-DOS đấy. Sau này là bắt đầu là thay bằng Command Prompt là CMD như chúng ta hay gọi. Trước đó là do dựa trên MS-DOS, giờ đó là nó như vậy. Giao diện nó rất là đơn sơ. Mình gõ thử lệnh DS xem thử nhé. Đây, sặc mùi luôn. Bây giờ mình tiến hành mình vào những cái phần mềm cơ bản nhé. Trước hết là Nocturne Commander. Windows đấy, cái phần mềm này là quá đỗi quen thuộc. Ngày xưa là đây là một cái công cụ người ta dùng để mà quản lý file. Mặc dù sau này Windows 95, 98 nó cái trình File Explorer nó có rồi đó, nhưng mà người ta vẫn thích dùng cái này hơn. Bởi vì là người ta đã quá quen thuộc với MS-DOS rồi, và những cái hệ điều hành 95, 98 như mình nói là nó dựa trên MS-DOS. Do đó là nó làm việc nó dễ dàng. Với lại quen rồi thành thử ra là dùng cái Windows Explorer nó khó. Dùng mới đốt quen rồi thành thử ra dùng này nó khó, do đó là mình thích cái giao diện đơn sơ này hơn. Chứ màu mè quá cũng không tốt. Đây. Và một cái phần mềm phải nói là tuổi thơ của biết bao nhiêu người là đây. Nãy là mới Nocturne Commander, bây giờ vào Mario. Chắc hẳn chúng ta đã biết cái trò chơi này chứ nhỉ? Không có âm thanh. Giờ mình vào. Bây giờ chơi thôi. Hồi nhỏ là đi học là coi như là luyện gõ 10 ngón tay bằng cái này là chủ yếu. Chứ bây giờ là công cụ luyện là coi như là đầy rẫy rồi, nó không có như bây giờ. Thậm chí quật thôi mình luyện gõ 10 ngón rồi, chứ ngày xưa là đa phần là học gõ 10 ngón là học qua cái phần mềm này hết trơn á. Từ cái thở MS-DOS đến thậm chí Windows sau này cũng vậy. Tuy nhiên có một cái điểm dở là Windows XP á. Thì chơi được cái game này nhưng mà Windows 7, Windows 8 rồi đi là nghỉ nghỉ chơi với MS-DOS rồi. Do đó là mấy cái game Mario, mấy cái phần mềm học gõ 10 ngón tay như vậy là coi như là không chơi được.
Muốn dùng thì phải thông qua cái công cụ bên thứ ba là DOSBox. Nó rườm rà hơn rất là nhiều so với lại chạy trực tiếp như là WinXP hoặc là Win mà dựa trên MS-DOS như là cái Windows Me này. Và cái game này ra mắt năm 92 là lúc đó là MS-DOS đang thống trị thị trường. Do đó là nó không có tốt như bây giờ. Nó không có cái giờ nó không có màu mè, nó không có đẹp như bây giờ. Bây giờ thì giao diện nó Windows 11 rồi, nó fluent, nó rất là đẹp. Đây gõ. Cái này phải kết hợp gõ hai ngón tay nhé. Hồi nhỏ mình gõ bài bản lắm nhưng mà bây giờ gõ thành thạo hai ngón tay rồi, do đó là cứ gõ nhanh thôi. Cái này là thực chất là một cái game. Bởi vì hồi thì trẻ con mà thích game. Vừa là game mà game vừa chơi lại vừa học. Đấy. 85%. Và MS-DOS ngày xưa là nó không có hỗ trợ tốt bằng Windows. Đấy, mình thoát nhé. Thank you for Mario. Playing Mario. Thế là Mario đã xong, bây giờ qua cái phần mềm Pianito. Phần mềm này là học đánh đàn. Hồi xưa là mình hay chơi phần mềm này lắm. Học đánh đàn. Thế là sao? Và một phần nó không kém quan trọng nữa là Media Player. Đấy. Mình không dám phát hết bài bởi vì là mình sợ bản quyền. Và đây là cái phiên bản đầu tiên mà Microsoft tích hợp nhạc có sẵn vào trong này. Và Windows XP nó cũng tương tự như vậy. Windows XP mà các bạn để ý thấy là cái bản Windows XP gốc và cái bản SP1 á, thì Microsoft có đến kèm nhạc sẵn trong này. Tuy nhiên thì cái bản SP2 và SP3 thì Microsoft loại đi bởi vì là nó không cần thiết. Với lại người dùng cũng chả ai nghe nhạc mặc định trên Win hết trơn á. Người dùng toàn là tải nhạc bên ngoài về, thành thử ra là họ ít khi họ nghe nhạc lắm. Đây cái giao diện My Computer của nó đây. Rất là đơn sơ chứ nó không có hệ thống như bây giờ. Bây giờ là thiết kế giao diện nó rất là hệ thống rồi chứ ngày xưa là giao diện nó đơn sơ vậy lắm. Có ổ đĩa với lại control panel. Nếu ai mà có đĩa mềm hoặc là ổ DVD này nó sẽ hiện đây. Cái giao diện ODC đây. Khá là đơn sơ. Cái giao diện nó thiết kế xấu hơn cái Windows XP nữa. Đấy. Và chắc hẳn mọi người cũng còn nhớ cái giao cái phần mềm nghe đĩa này, tuy nhiên thì bây giờ mình không có đĩa. Do đó là mình chỉ đĩa vậy thôi. Chứ cái phần mềm Hero này là ngày xưa là chuyên phát đĩa DVD và VCD. Là khi mà bạn đút cái đĩa vào trong máy tính thì cái phần mềm này nó tự động nó bật lên và nó phát đĩa cho chúng ta. Và phải nói là HeroSoft là một cái phần mềm phát đĩa rất là tốt. Tốt hơn Windows Media Player và nó có tính năng autoplay, do đó là tiện lợi rất là nhiều. Bây giờ thì mình vào cái phần mềm rất chi là quen thuộc. Công cụ để mà học tiếng Anh ngày xưa nó như thế nào? Đây cái công cụ để học tiếng Anh đây. Hồi bây giờ thì học tiếng Anh đa phần là online hết. Do đó là học tiếng Anh là online. Nhiều cái công cụ nó hiện đại chứ ngày xưa là chỉ qua cái phần mềm này thôi. Phần mềm này rất là cũ nhưng mà nó có giá trị lắm. Phần mềm này là viết năm 92. Alphabet Block. Nó đòi 256 color bởi vì nó cũ quá rồi. Phần mềm này là chuyên học tiếng Anh. Mình set lại 256. Đây. Phần mềm học tiếng Anh ngày xưa là như vậy đó. Thank you.
mới nghe qua là thấy đã bắt mắt rồi. Và chủ yếu là trẻ con là ngày xưa là đa phần học tiếng Anh này qua cái phần mềm này hết. Và hai cái người bạn rất là quen thuộc đó là bạn Khỉ và một cái chú bé lò xo. Và hai cái nhân vật này là đặt theo tên tiếng Anh là Jack and Wonder. Và nhiệm vụ của người học là chỉ cần bấm vào một trong hai người này để học thôi. Ví dụ như mình bấm vào một Khỉ nhé. Cách mà mình phát âm những cái chữ cái sao cho nó tốt. Lúc nãy bạn Khỉ bạn hỏi In là this chữ nào đi group, theo chữ A. where is A? Đấy, bạn Khỉ hỏi là cái chữ nào mà nó đi với chữ A. Chữ nào phát âm là giống chữ A. Start. Rất là ngộ nghĩnh đúng không nào? Your first one. Ooh. B box. Cat. Đây cái phần mềm học tiếng Anh là dựa theo những cái từ và những cái dựa theo những cái chữ cái ví dụ như Click on là my cat. banana. Đấy. Là cat. Ví dụ là như thế. Ví dụ như à nhá. A ant. A ant. B Ooh. Cat. The dog. Dog. Đấy, là phát âm như thế nào thì cái từ nó phát âm như thế này. Ví dụ như là còn cái chữ Click ví dụ như là chữ là dog. on my sneaker. Dog. Click on me. Hoặc là dog. Ooh. A egg. Ooh. Fish. G glasses. Hat. Her hat. Her hat. Click on my nose. I ink. J jar. King. Oh, lamp. Woohoo. Học bằng chữ cái. Mittens. Nest. Ah. Octopus. Pig. Queen. Ring. Sun. Tent. Umbrella. Van. Web. X-ray. Yuck. Zipper. Where is Fabulous? Cái này là học phát âm và học bảng chữ cái. Rất là có ích. Đó là phần bằng khỉ. Bây giờ mình qua phần của lò xo nhé. Hi. That's the letter O. Which block matches the letter on the chalkboard? Đây, cái này là nhìn chữ trên bảng và đoán mặt chữ thôi và chọn Which mặt chữ block đúng looks thôi. like the letter on the chalkboard? Mặt chữ của hắn là chữ O thì mình bấm vào chữ O. Có Good 3 chữ này. start. Chữ
your first one. That's the letter W. Which block matches the letter on the chalkboard? Nice going! Mình có thể bấm vào con lò xo để cho những cái mà đối tượng nhảy cho nó đi cho nó mau và để sang bài học tiếp theo. That's the letter N. Which block matches the letter on the chalkboard? Fantastic. That's the letter R. Which block matches the chalkboard letter? Way to go! You're halfway there. That's the letter U. Which block matches the letter on the chalkboard? Terrific! Hee-haw! That's the letter Z. Which block matches the letter on the chalkboard? Which block matches the chalkboard letter? That's right! Nhiệm vụ của mình là phải hoàn thành hết mấy cái hộp lò xo này thì là coi như mình xong một cái bài học. That's the letter I. Which block matches the chalkboard letter? Good for you. Only one more to go. That's the letter Y. Which block matches the chalkboard letter? Way to go. Cái đó gọi là phần thưởng. You won. Hoàn thành xong tất cả các bài học thì tôi sẽ cho một tràng pháo hoa. Bây giờ mình chỉnh lại màn hình. Bởi vì là cái phần mềm nó cũ, nó đòi 256 màu thành ra. Ok. Ok. Đấy là cái phần mềm Alphabet Block, là cái phần mềm để học tiếng Anh cho trẻ em. Ngoài ra thì mình đã có cài sẵn một số cái trò chơi, ví dụ như trò chơi Dot nè, chơi vẽ đường thẳng và điền XO thôi, vẽ hình chữ nhật và vẽ cái hình vuông và điền XO. Đây là một cái trò chơi khá phổ biến ngày xưa. Ngày xưa mình học tin học là mình hay chơi trò này lắm. Đấy cũng là một cái trò chơi. Hoặc là trò chơi block là lật ô, là mình giúp mình rèn luyện trí nhớ. Lật ô là coi thử hai ô nào nó giống nhau thì mình lật. Đấy, trò chơi ngày xưa là như vậy. Trí nhớ ngày xưa đây. Đây là những cái một số trò gọi là giết thời gian ngày xưa, hoặc là để mà mình luyện cái tư duy, duy và cái trí nhớ cho nó tốt đó, là mình hay chơi trò này lắm. Và những cái trò này thì Windows XP vẫn chơi được bình thường. Chứ Windows 7 đi nó mới kén lúc nãy như mình nói. Bởi vì những cái ứng dụng này viết rất là lâu rồi. Viết năm 91, 30 năm. Và Windows XP là cái phiên bản cuối cùng chạy được mấy game này. Phải nói là
Những cái trò chơi tuy cổ rồi nhưng mà đáng để chơi. Ngoài ra còn có thêm cái trò nhét chuột để chọn que nữa, là mình chơi đến khi nào mà con đỏ chuột có dấu cộng là mình chọn mấy cái que đây, mình dò và mình chọn những cái que nào phù hợp để mình làm ẩn, làm mất đi mấy cái que để cho cái màn hình nó trắng thôi. Nếu như mà mình cái này là nhanh tay thì được, chậm tay thì thua, bởi vì là nếu như mà mình chậm tay quá mình dò không được thì coi như là cái số que tự động xuất hiện ra đấy. Và nguyên tắc là những cái que không được đè lên nhau mới ta mới loại được những cái que mà nó đè, nó không bị, nó bị đè là mình không chọn được đấy. Những que mà không bị đè lên nhau là mình chọn được, những que mà không bị đè là không chọn được. Là những trò chơi nổi tiếng, ví dụ như đẩy thùng cũng là một trò chơi, hoặc là Pikachu. Và Pikachu là những cái win này nó chạy rất là tốt, và bắt đầu từ win 7 trở đi là phải cài thêm cái công cụ bởi vì nó thiếu DLL. Đây Pikachu ngày xưa đây, rất là quen thuộc. Ngoài ra thì ngày xưa là hồi xưa mình chủ yếu học toán qua những cái phần mềm Learning Mac này, ví dụ như toán lớp 3 chẳng hạn. Toán là qua những cái phần mềm này, bấm nét để sang bài tiếp theo. Hay lắm. Bạn Nếu làm sai ví dụ như rồi. làm sai thì cái hiệu ứng nó sẽ đẹp như thế, hiệu ứng là nó sẽ khác so với làm đúng. Hồi nãy là mình làm đúng nhưng mà bây giờ mình cố tình mình làm sai coi thử là cái phần mềm nó như thế nào. Làm sai thì nó ra cái những cái hiệu ứng rất là đẹp và nó sửa luôn cái chỗ sai cho mình. Ví dụ như ở đây là có nhớ mà một số em nhỏ không có nhớ là 6, 7, 13, 7, 5, 12 thêm một đơn vị nữa là 3 nó mới đúng. Chứ ở đây là mình cố tình mình làm sai đó. Làm sai là nó đưa sẵn cái đáp án cho mình và nó chỉ rõ cho mình là cái chỗ mình sai luôn đây. Cái số 2 này là số sai. Đấy. Giờ tiếp đi. 10. Đây mình tính nhẩm nha. Tốt lắm. Là coi như là mình nếu như mà mình xong hết tất cả các bài toán rồi thì nó hỏi mình câu cho mình thoát nhé. Giờ thực hiện qua phép trừ, nó sẽ chuyển nhân dạng tiếp theo. Ở đây là phạm vi là cộng trừ, cộng trừ là xong dạng lúc nãy cái thông báo nó ghi là làm tiếp tục dạng này nữa là xong, không nữa là dạng cộng hay dạng trừ. Nếu như mình tiếp tục làm thì ra dạng cộng, còn không tiếp tục thì nó chuyển sang dạng trừ đấy. Cái phần mềm này nó đơn giản nhưng mà nó giúp ích rất là nhiều trong cái việc mà học toán của các em nhỏ đấy. Và đây là cái hai cái công cụ ngày xưa mình dùng để lập trình đấy. Nó không có đẹp như những cái phần mềm lập trình bây giờ đâu, nó xấu, giao diện nó xấu xí lắm đấy. Cái giao diện của C, của thuộc của C ngày xưa nó rất là xấu. Bộ Pascal cũng vậy, ngày xưa mà ông nào mà học giỏi Pascal là coi như là thánh của lớp luôn, là có thể gánh team được cho lớp. Này,
khi tắt là nó cũng ra cái giao diện mới đốt như thế này. Và một cái phần mềm là nó tương tự như là Group Music bây giờ là phần mềm WinApp. Phần mềm nghe nhạc. WinApp. It really whips the llama's ass. Đây cái phần mềm nghe nhạc ngày xưa đây. Nó giống nó chả khác gì Group Music ấy. Và mình muốn ở đây là mình không có thêm nhạc vào, do đó là chỉ có một bài hát thôi. Đây. Vậy thì cái Windows, tóm lại thì Windows ME là chỉ dùng những cái nhu cầu gọi là giải trí cơ bản, với lại dùng mà không có internet vẫn dùng được. Tuy nhiên thì nó quá ư là lỗi thời rồi, do đó là nó không còn phục vụ những cái nhu cầu lên mạng, lướt web rồi này nọ nữa. Do đó là nó chỉ được coi là cái hệ điều hành để hoài niệm thôi, để cài đến máy ảo để hoài niệm thôi, chứ nó chả có tác dụng gì đối với lại cái đời sống hiện tại hết trơn. Chủ yếu là dùng để giải trí, để làm đồ chơi là chính. Vậy thì video của mình đến đây là hết, và cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi. Đấy, âm thanh tắt quen thuộc. Ngày xưa máy nào mà không có ACPI á thì nó ghi it now safe to turn off computer, có nghĩa là mình tắt máy mà nó không có tắt máy tự động, nhưng bây giờ mình phải tắt máy thủ công. Là nó ra cái bảng it now safe to turn off computer rồi mình mới nhấn cái nút phụ. Nó không có chiến cơ chế mà gọi là tắt máy tự động, do đó là nó cực hơn rất là nhiều. Bây giờ thì cái phần mềm Beam qua máy ảo này nó có rồi, thành thử ra nó khỏe. Vậy thì cái video của mình đến đây là hết, và nhớ đừng quên subscribe để cho cái kênh mình nó khởi sắc.